thì có gì trong tủ lạnh thì mình sẽ lấy ra mình nấu cái đó. Và thịt vịt sau khi mà mình chặt xong á thì mình sẽ ướp với lại bột cà ri, màu đều, rồi chút bột nêm, bột ngọt, đường đó, thì ớt bột, những cái nguyên liệu nào mà mình có ở nhà thì mình sẽ ướp vào cho nó thấm cái thịt, gia vị nó thấm hết vào cái thịt vịt, và mình trộn đều, mình để khoảng chừng 30 phút để cho nó thấm. Thì bây giờ mình chuẩn bị bắt cái nồi lên để mình phi phi tỏi, hành tỏi cho nó thơm, rồi mình xào cái thịt vịt cho nó săn nhé. Mình bắt cái nồi lên và mình phi hành tỏi cho thơm, sau đó mình cho thịt vịt vào, mình xào cho nó săn thịt vịt lại nhé. Mình xào cho nó săn cái miếng thịt vịt lại, rồi mình mới cho nước cốt dừa vào để mình nấu. Cái mùi cà ri bay lên rất là thơm luôn nhé, rất là ngon. Hôm nay thì mình sẽ nấu cà ri với lại khoai lang nghệ. Khoai lang nghệ thì mình đã gọt để sẵn rồi, mình ngâm nước cho nó ra hết cái phần mủ rồi. Sau khi mà thịt nó săn á, cái mình sẽ cho nước cốt dừa vào nha. Này, cho nước cốt dừa ngập thịt luôn để mình nấu cho cái phần thịt nó sẽ mềm. Khoai mình sẽ cho vào sau, khi nào mà thịt mềm rồi đó thì mình sẽ cho khoai lang vào để mình nấu nha. Hôm nay mình nấu cà ri với lại khoai lang nghệ ha. Khoai lang nghệ là màu rất là đẹp luôn, rất là ngon. Cái khoai lang này mình hay hấp để ăn sáng đó. Và bữa nay mình lựa những củ bự để mình nấu cà ri nha. Này, nấu cà ri với khoai lang này rất là ngon luôn, màu rất là đẹp. Mà khoai lang này nó không có bột nhiều, nó dẻo và nó rất là ngọt, cho nên mình nấu cà ri sẽ rất là ngon. Độ dẻo nó rất là dẻo luôn. Những bạn nào không thích ăn bột thì ăn cái loại này sẽ rất là ngon nè, rất là chịu luôn, bởi vì nó rất là dẻo và ngọt. Bây giờ mình sẽ cho khoai vào nha. Cho khoai vào bên nấu cho nó chín mềm ngon. Nấu cái nồi này là đầy dung luôn và rất là thơm nha. Cái mùi cà ri với lại cái mùi nước dừa, nước cốt dừa, bộ nó thơm cực kỳ luôn. Cái này mình có thể ăn với lại bún hoặc là bánh mì đều được nha. Mình làm chén muối muối ớt nữa, mình chấm.
sau khi mà khoai với thịt chín rồi đó thì mình cho hành tây mình cắt muối vào ha, cho nó ngon và nó ngọt nó thơm nữa. Nhìn cái nồi cà ri của mình rất là ngon luôn nha, cực kỳ thơm béo và ngon. Cái này mình có thể ăn với bánh mì hoặc với bún. Sáng nay thì mình mua chưa kịp bánh mì cho nên mình sẽ ăn với bún nha. Và đây là thành phẩm của mình ha, cái cà ri dịch của mình đã hoàn thành ha. Tô cà ri cực kỳ thơm ngon béo và nó ngon, khoai rất là dẻo ngọt nha. Và mình ăn kèm với bún nha. Rồi mình sẽ chấm với lại muối ớt và một chút rau thơm để cho nó thơm ngon. Thì bây giờ mời cả nhà dùng bữa với mình nha. Hay dịch bệnh nhưng mà mình có một cái tô cà ri như thế này thì thật là tuyệt vời đúng không? Rất là ngon nha, thơm, béo, ngọt, cực kỳ ngon luôn. Cảm ơn cả nhà đã chịu khó theo dõi cái video clip của Trúc nhé. Hẹn gặp lại cả nhà vào một cái video khác. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu yêu thích kênh của Trúc hãy đăng ký, nhấn chuông và chia sẻ để có thể cập nhật thêm nhiều video nữa nhé. Và bây giờ Trúc xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành nhé.